họ theo dõi của tôi. 5 người đây là những người khác nhau, họ đi không phải đi một bên cạnh nhau đâu. Họ là những người thích có một anh thích logo, có khi là một cô gái, có khi là một mà người bán hàng rong, hay là có đến loại linh tinh đen, có một anh bộ đội chẳng hạn. Họ đủ mọi vai trò trong cái số hàng đây đông người như thế, thì ai là người theo dõi mình? Nói chuyện này rất là dài, phải đọc sách của tôi mới thấy được nguyên nhân thế nào mà tôi biết được ai là người theo dõi, chứ không phải họ cứ nhìn tôi, thấy người ta nhìn mình thì mình tưởng họ theo dõi mình thì còn làm ăn cái gì được thưa cậu. Đấy, vậy thì rồi thì bây giờ làm câu hỏi là cái dân Hà Nội thì làm sao được hiểu ý nghĩ của người khác. Nhưng lúc đó như tôi đã nói, tôi ngạc nhiên lắm khi về đây rồi, cái mà ngày xưa tôi đã ở từ năm 1950 tôi đã có mặt Hà Nội cho đến năm 4 tôi mới đi vào trong Nam và tôi sống ở Hàng Bạc, thành thử do đó mà tức là ngay cạnh của Hồ Hoàn Kiếm đó. Thì bây giờ tôi nhìn cái cảnh phố xá đường chỗ nào ở trên đầu của người ta, tôi còn nhớ rõ cái hình ảnh đó, dù là đã 62 mà bây giờ là bao nhiêu, 62 48, 62 là đúng rồi, 38 chứ, 38 với lại 7 và khoảng 45 năm rồi, 44-45 năm rồi, đã gần nửa thế kỷ. Tôi còn nhớ rõ rành rành là gì, cái cảnh mà người ta chỉ cái màu sắc của Hà Nội là cái màu sắc đang ở Sài Gòn, lúc quần áo người ta mặc xe cổ xanh đỏ, rồi các cái đường phố hay các cái tường nhà cửa nó sơn trắng sơn đen hay là quét vôi trắng quét vôi vàng vân vân. Ngược lại ở Hà Nội chỉ có màu xỉn thôi, đen xỉn lại, cây cối nhà cửa. Tôi nghĩ rằng từ 50 tôi đi cho đến 8 năm sau tôi trở lại thì Hà Nội không có ai, không có nhà nào quét vôi cả, không có nhà quét xương cửa lại cả, thế chỉ có cũ và xỉn đi thôi. Rồi đường phố thì toàn xe đạp và toàn màu nâu và đến màu đen và màu nâu và không có gì màu xanh, nghĩa là nó không có một cái màu nào màu trắng hay là có một cái gì đó, nó có gì xanh đỏ hay là trắng hay là gì, nó khác hẳn, màu sắc đã khác hẳn. Âm thanh thì thưa mấy cậu, âm thanh thì thưa mấy cậu rằng nó ở trong Sài Gòn tiếng động cơ xe hơi rồi động cơ của máy của các cái nhà máy vân vân cái kia thì nó im lìm, chỉ có xe đạp thưa mấy cậu. Tôi đứng ở, tôi còn nhớ rõ là tôi có đứng ngay ở cái hồ Hoàn Kiếm, theo cái hiểu biết của tôi là cái xung quanh cái hồ Hoàn Kiếm là khoảng 2.500 mét, cho đến 2.300 đến 2.500 mét, tức là hơn 2 cây số. Mà trung tâm thành phố Hà Nội mà tôi đứng ở đó có khi phải từ 7 đến 10 phút mới có một chiếc xe ô tô, mà chiếc xe đó lại là chiếc Comanga hay là chiếc xe Molotova, chứ không có xe hơi như bình thường chạy. Vậy thì thưa mấy cậu, làm sao tôi chạy đâu được, không còn có cái cách nào cả. Cho nên vẫn cứ như vậy cho đến khi mà đi bắt để được trở lại cái vấn đề cái cô y tá. Rồi khi vào trong đó thì đúng rồi, vậy thì thưa mấy cậu, không phải là tôi đi nhảy ra ngoài Bắc mà tôi lém nổi đi bằng khuôn thuyền. Đấy là một cái mà cậu đã đọc không khí hay là có thể nó quên đi thì nó ngạch. Và ở trong tù thì rồi dần dà có một cái cô y tá tên là cô Vân, được cô hỏi đến thì tôi chỉ trả lời ngắn gọn là do một cái tôi cuộc đời của tôi cũng nhiều lắm, không thể nào mà về rồi tôi được tin vài sao tôi phải nói tắt cho tôi được tin cô ấy lấy chồng. Chồng cô ấy là một người trung úy của bộ đội, rồi đi vào trong D, tức là vào trong Nam của những năm 71-72, rồi là bị trận bom. Đến là sau khi tôi được tiếp xúc với cô y tá ở đó thì mình bị chết ở trong Quảng Trị, cô có một đứa con. Mà tại sao tôi được tiếp xúc với cô thì đấy lại có một họ đọc sách của tôi, rồi có nhiều người, có những người họ muốn về đến Hà Nội. Có những người có sau này do những điều kiện giao thương giữa hải ngoại này với trong nước rồi đi về đó, thì có những ông cha, cụ thể là ông cha còn là ông cha Nguyễn Văn Tánh, ông ấy ở bên San Jose. Vì tôi đây là tôi đã trinh sát rồi, ngay họ đã phỏng vấn tôi rồi, tôi nói thẳng tên cũng là Nguyễn Văn Tánh, ông ở San Jose, ông đi vượt biên đều rồi, ông làm con nuôi người Mỹ rồi vân vân, ông thành cha rồi, ông đọc cái tác phẩm của tôi. Thì ông gọi phone đến nhà tôi, ông thương ba người. Người thứ nhất là chị Đào Thị Bắc, nếu anh đã đọc trong đó chị Đào Thị Bắc là ai, và người thứ nhì là anh Phùng Văn Chí.
và người thứ ba là cô Vân y tá Hòa Lò. Để ông cha này ông muốn sang, nếu có gặp thì ông giúp đỡ. Theo lúc đó là miền Bắc lúc đó đang thiếu thốn của trước những năm sau năm 75, trước năm 80 đó, thì cho là cán bộ thiếu, dân chúng còn thiếu đói lắm, cho nên là về có tính cách là giúp đỡ. Nếu gặp những người đó thì rồi ông đã sang từ ở bên đó sang đến Boston bên này. Tôi đang ở Boston cho nên là ông đã đến nhà tôi và đã ở nhà tôi mấy ngày, và tôi đã cho ông một số những điều kiện để về ông tìm. Nhưng mà rồi nhiều nó dài lắm, nói từ lại như thể viết một cuốn sách, rồi chỉ biết là ông đã may mắn để cuối cùng đã tìm được địa chỉ và số phone của cô Vân, và lại biết được diễn tiến cả cuộc đời cô Vân, để được biết là cô Vân có một đứa con trai được người chồng chết, đứa con trai ấy trở thành sau này trở thành Interpol, tức là cảnh sát quốc tế. Và theo như cô Vân nói thì đã đến Mỹ 2 tháng để tu nghiệp tu vung gì đó. Mà tôi tất nhiên ở đâu nước Mỹ rộng bao la tôi biết những chuyện sau khi, và tôi cũng được gặp hoàn cảnh có điều kiện nào cả. Và tôi đã được liên lạc với cô Vân vì cái người đó là một người ân huệ của tôi. Nhà tôi cũng đã đồng ý, tức là vợ tôi rất đồng ý, là vì muốn hay không thì cô cũng là một thân nhân tôi sống được ngày nay, bây giờ đang ngồi nói chuyện, được nói chuyện với cậu Bạch Hổ đây thì cũng là một phần của cô Vân đây thưa mấy cậu. Dạ vâng, xin cảm ơn chú Đặng Chí Đình. Thưa chú, bây giờ thì Nguyễn Đức Phong xin được mời chị Huệ Trâm lên đọc những câu thơ mà chị đã sáng tác để riêng tặng cho ông Đặng Chí Đình ạ. Nguyễn Đức Phong xin được mời chị Huệ Trâm ạ, mời chị. Thưa Huệ Trâm, trở lại với anh chị em trong room và chào Nguyễn Đức Phong lần nữa, cũng như ông Đặng Chí Bình. Với cái tấm lòng cảm phục của ông, với câu hỏi ngắn, tuy ngắn nhưng mà nó không có làm cho tôi cảm thấy rằng tôi cũng hài lòng ở cái chỗ là đã nói lên được những cái gì ác độc thì không bao giờ tồn tại, tôi chỉ mong được bao nhiêu đó. Và những ngày ông còn ở xứ Úc, khi ông tới đặt chân tới đây, tôi có làm cho một bài thơ, nhưng tôi không có dịp để mà bày tỏ. Thì hôm nay ở trên cái diễn đàn này, tôi xin bày tỏ cái bài thơ của tôi với cái tấm lòng của một người, đối với một người chiến sĩ. Một người chiến sĩ thì không bao giờ chết, mà một người chiến sĩ không bao giờ già. Tuy rằng ông với tôi là hai cái thế hệ khác nhau, cái thời ông đã chiến đấu thì tôi rất còn nhỏ, nhưng tôi vẫn muốn làm trong bài thơ này là một cái, tôi kêu xin lỗi, kêu ông bằng anh. Và tôi đã nói rằng chiến sĩ thì không bao giờ chết, thì tôi xin đọc cho các ông cũng như là anh em, anh chị em trên diễn đàn. Bài thơ Người Chiến Sĩ. Hỡi người chiến sĩ của tôi ơi, giờ nay tôi đã gặp anh rồi, hãy để cho tôi nhìn trong mắt một chí quật cường, sự dẻo dai. Một thời niên thiếu anh đã mất trong sự tù đầy kiếp khổ đau, hãy để cho tôi cùng chia sẻ, chia bớt niềm đau một kiếp người. Rồi mai anh trở về bên ấy, có biết rằng đây tôi vẫn cầu, cầu xin mẹ Chúa trên cao ấy ban kiếp bình an cuối cuộc đời. Dạ, và tôi cũng có, khi mà đọc bài Chép Đen thì tôi có một cái bài về Chép Đen, thì sẵn đây tôi cũng đọc cho ông tác giả và cũng nói lên cái tấm lòng của mình. Thì xin các anh chị trong diễn đàn cho tôi ít phút nữa. Và đây là cái bài thơ Thép Đen tôi gửi tặng ông Đặng Chí Bình. Nơi đó xa xăm tận cuối trời, cuối phương trời đó em vẫn biết,